Dạ em chào chị. Dạ. Em thấy không, chị đã bình thường trở lại rồi đó. Dạ. Dạ. Em bé được mấy tháng rồi? Được 5 tháng rồi. Khô khô. Mày cười gì? Ayang Asio, chào em. Dạ, dạ chào. Một năm trời nay tao điện thoại cho mày, mày không nghe máy. Bây giờ mày về tới đây mày cũng không nói năng gì với tao hết trơn trời á. Mày post lên Facebook á là mày với con vợ mày có chữa, tao mới biết mày về tới Việt Nam rồi. Nè em à, chị dạ. Nói cho em nghe, chị rất là thương em. Dạ. Nhưng mà mày để ra tao nói chuyện với nó. Ủa chị ơi. Chị tính là giữ gìn, chị không muốn nói cái chuyện này ra để mà gia đình em bị xào xáo, nhưng mà chị không thể nào chịu đựng được. Mày coi coi, nó tới nó còn đưa bằng chứng cho tao nữa. Trời ơi, tôi tức quá, tôi rung hết từ ngoài vô. Chỗ bấm là chỗ nào quên chỗ bấm rồi. Dạ. Đây nè, đó đây nè. Tức thôi là tức nè, em coi coi chịu nổi không. Mày nhìn đi. Đúng không? Có phải là đặt lỗ mũi cao nè, cái cằm nhọn phải trong mày không? Chị. Trời đất ơi, mày đớt. Tao tát một cái mày chết bây giờ. Đây, nè nhìn đi. Cái bụng bầu của cái con vợ nó bây giờ em tính sao đây? Bây giờ mày tính sao đây Thành? Ôi chị, mà chị là ai? Mà thưa chị. Chị là ai hả? Chị... Mày giỡn mặt cho tao hả Thành? Tao chị ruột của mày mà mày dám hỏi tao một tiếng chị là ai hả? Chị bình tĩnh đi. Rồi thôi, bây giờ chị bình tĩnh. Con tao không bình tĩnh được. Mày nhanh đi. Tao tới đây mày nhanh đi. Tao chửi vợ chồng mày xong rồi tao đi về. Tao đi về. Mày làm gì mày làm thôi. Anh xin lỗi em. Em tin anh mà đúng không? Chị của anh. Anh xin lỗi là bây giờ anh không có giới thiệu cho em. Là chị của anh chỉ bị tâm thần. Chị bị tâm thần à? Chị bị tâm thần. Thì mỗi lần chị buồn là chị ăn thôi. Chị ăn một thời gian rồi chị mới béo lên vậy. Chị nhìn vô gương á em. Chị không chấp nhận được hình thể của chị. Trời ơi, tội nghiệp chị quá vậy. Chị nhớ về chồng cũ của chị nữa. Mày nói gì tao tâm thần? Xin à, chị nói cho em biết trước, làm sao thì làm nha. Chị nói chị rất thương con nhỏ này. Trời ơi, nó tuyệt vời, nó vừa đẹp, nó vừa hiền. Mà tại sao em lại đối xử với nó như vậy? Chẳng thà em nói thật cho nó biết là trước khi đến với nó em có 2-3 đời gọi là yêu đương với Vẫn rồi. Lỡ mà vô tình thì ví dụ như giờ mày có con rơi, mày tới mày nhờ nó nuôi luôn được hay không? Còn nếu mà mày không nói, tao đi về tao mệt quá. Mệt quá, mệt rồi. Bà không cho anh nói luôn. Bà chị bà bá đạo. Tới mức độ bà không cho anh nói luôn. Cái hình đó là do mày thiệt. Hả? Hình đó là mày thiệt. Em đừng có mày tao danh. Đừng có như vậy. Em ngồi xuống em nghe nói nè. Anh thương chị lắm chứ. Nhưng càng ngày chị càng sình ra. Làm sao anh có thể cứu được chị? Tại vì em biết cơ địa mỗi người mỗi khác. Mà vậy nè, anh ơi. Chị nó cứ đi ra đi vô, cứ đi lang thang mà điên cuồng như vậy sao được? Em yên tâm. Bình thường ở nhà anh có một người anh thân với anh tên là Trung. Anh Trung anh là cái người chăm sóc cho chị. Chị cứ đi ra đi vô, khi nào chị ra chị mệt anh bắt chị lại. Anh cho chị ngồi nghỉ. Khi nào mà chị thoải mái, chị khỏe lại rồi thì mới đưa về. Nhưng mà chồng ơi, đây là chuyện rất là buồn mà tại sao chồng cười mà nói chuyện vui vẻ vậy hả? Em có biết không? Anh sảng luôn em. Anh nhắc tới chị anh buồn mà anh sảng luôn, không phân biệt được cười khóc luôn á. Vậy là không thương chồng tôi. Cảm ơn em. Chồng ơi, em sẽ yêu anh nhiều hơn. Em phải yêu anh nhiều hơn. Chị tới. Dạ em chào chị. Dạ. Em thấy không, chị đã bình thường trở lại rồi đó. Dạ. Dạ. Em bé được mấy tháng rồi? Được 5 tháng rồi. Em đã dự định tên em bé là gì chưa? Dạ chưa. Chị hai em thương chị lắm đó. Mỗi lần mà em thấy chị buồn, chị bị stress, em sợ lắm. Mày bị điên quá à. Ta stress một phần là do mày đó. Tại sao vậy? Quỷ sứ. Sao vậy? Trời ơi em ơi, nó giỏi quá. Dạ. Cái miệng của nó đó duyên dáng quá. Cho nên chị nói em nghe. Thực ra khi mà nó lấy em á, dạ, thì chị mừng lắm. Chị nói thiệt, chị mừng lắm luôn á. Và chị cũng muốn thử xem là nó đối với em như thế nào. Dạ. Người phụ nữ nào đến với em, chị cũng đều dựng chuyện nói với em như vậy. Chị có biết là cuộc sống em hiện nay bị đảo lộn nhiều lắm không? Chị làm như vậy thì em mới tìm được con vợ như thế này. Em hiểu chưa? Nếu như mà chị không khó với em á, nhiều khi em lấy từ đời trước là em khổ. Đúng không? Sao bây giờ mày nói ngược lại tao vậy? Bây giờ muốn tao điên lên nữa đúng không? Chị hai, làm ơn đi. Chị nói thiệt. Thì nghe em nói nè. Cô gái nào đến với em chị cũng như vậy. Trên làm sao em sống, làm sao em lập không gia đình. Chị hai, em phải lo. Harry Quân là người cuối cùng. Chị nói chính xác, Harry Quân là người cuối cùng. Chị thử như vậy, chị có một cái cảm giác rằng á, cô bé này giống như là một nửa của em. Chị có chắc đây là lần cuối không?
Chị chắc chắn đây là lần cuối cùng chị nhúng tay vô cuộc đời của em. Bởi vì thực sự cái điều đó ba má giao cho chị. Bởi vì cái miệng của em quá dễ sợ. Chị nói thiệt, em á, MC là quá giỏi rồi đúng không? Nhưng mà ngoài cái chuyện MC ra thì em tán gái rất là chuẩn. Chị nói cho em biết trước. Mà em thấy anh đậu hả thiệt? Em à, anh là một nghệ sĩ nên anh có cảm xúc. Anh chỉ là những cảm xúc thoáng qua. Anh chỉ có em thôi, em có tin anh không? Cảm xúc thoáng qua nhưng mà nó có thật phải không anh? Chị làm cái điều này á, Thành không có muốn. Nó đã khó chịu rất nhiều lần với chị về cái chuyện này rồi. Bạn gái nào của nó chị cũng làm như vậy hết. Và sau đó thì tan vỡ, em hiểu không? Bởi vì chị đi về luôn, chị không quay lại. Nhưng riêng với em, chị đã quay lại và chị nói cho em nghe tất cả. Chị rất là muốn em và em trai của chị đi đến cuối con đường. Ok? Harry, trước đây có thể anh có rất nhiều mối tình. Và những người bạn gái tới đây chỉ đều sợ là anh làm hại người ta, làm khổ người ta, chị đều đuổi người ta về. Chị không tin tình yêu, em hiểu không? Và anh ngày xưa anh cũng đã từng như vậy. Nhưng bây giờ từ khi gặp em, only you, you make my world seems right. Em bớt hát được không anh? Ý là chỉ có em làm cho anh cảm thấy là thế giới này có tình yêu mà thôi. Anh yêu em thật sự. Em có tin anh không? Em không biết sao nữa. Anh càng nói chuyện nhẹ nhàng với em cảm thấy anh đang nói xạo. Sao vậy? Bình thường anh hay nói chuyện với em cằn nhằn, một thái độ rất là gia trưởng, không có biết tôn trọng em. Sao tự nhiên chị nói làm rối loạn cái gia đình này, xong anh nói chuyện nhẹ nhàng với em vậy? Vì anh sợ mất em. Em sẽ không lấy anh nữa. Bây giờ lỡ có bầu mà chẳng lẽ không lấy anh? Ủa, mình có bầu rồi nè. Mày dạ, nghĩ không, sao vậy mày? Không phải, xin lỗi em. Ý anh nói con mình hả em? Ừ, con mình đó. Ủa, em có bầu 5 tháng, em không báo anh đâu có biết. Mày nói chuyện cái này mày tào lao này, mày ăn hai tát mới chịu nè. Vui duyên. Trời đất ơi. Anh yêu em, anh ghẹo em vui đó. Em có biết bà bầu mà vui là người ta sẽ kích thích cho bé nó mai mốt ra đời nó vui không? Anh ghẹo em vui đó. Anh yêu em, I love you. Sarangi yo. Sarangi. Biết rồi. Nhưng bản thân Vy Văn khi mà xem tiết mục của Trấn Thành diễn với Harry Von cười bể bụng luôn. Chưa bao giờ mà ngồi cười kinh khủng như vậy. Bởi vì cô Hồng Vân đã quậy hai người kia khủng khiếp. Em phải sau đi chị trước nha, nãy mà có xử lý cái gì mà có tổn thương đến chị. Em dập đầu em xin lỗi. Chị thấy cách giải quyết của vợ chồng Trấn Thành Harry Won cho tình huống vừa rồi thế nào? Tôi cũng cảm thấy là nó hơi bị áp lực một chút xíu. Tại vì cái bạn Thành này á, là bạn là một cái người biến báo rất là hay trong mọi tình huống. Thành ra là tôi chơi cái đòn phủ đầu trước là vô không cho nó nói tiếng nào hết. Rồi để mình ra mình thở, rồi ở trong đây mình coi nó nói cái gì đó mình vô mình quậy tiếp. Cái lập luận của Thành gọi là sắc bén. Cho nên nếu như mình chọn cái tình huống mà để tranh luận, mà để lý luận với Thành á, thì không chừng mình sẽ bị quật ngược lại. Trong lúc đó tôi nghĩ là cái phương án giải quyết hay nhất chỉ là ở nhân vật đó có vấn đề về thần kinh thôi. Tôi rất khoái cái kiểu mà Thành nó ngơ ngơ ngác ngác mà nó không biết làm gì giờ đó. Lâu lâu nó bị dưới kèo của Harry đó. Không có cái người phụ nữ nào mà cá tính như vậy ở ngoài đời hết trơn. Mà cái này là không phải là Harry diễn đâu, mà bà cảm nhận thật như vậy. Và rõ ràng thì tình cảm của Thành dành cho vợ rất là thật, rất thương và rất là tôn trọng Harry Won. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Thông qua chương trình tụi em cũng hiểu nhau nhiều hơn. Dạ, nhiều hơn. Có cơ hội thể hiện bản thân mình nhiều hơn. Dạ. Với quý khán giả. Dạ. Hiểu bà bầu nhiều hơn. Dạ. Hiểu nỗi khổ người hiểu kỹ đi hơn. Muốn có gì chăm sóc cho em. Bây giờ em ngồi đây đi để chị nói chuyện chút xíu. Gì? Đây là cái thằng á mà ngày xưa nó chứng kiến cái chuyện tình của hai đứa tôi. Thành ơi, mày ghé vô nhà Trường Giang giùm chị cái coi. Đúng rồi. Bây giờ Giang ơi, chị xin xin. Mày đau bụng quá. Anh bước vào anh đừng điên nữa nha. Điên gì em, anh là hàng xóm của chị xin xin, em là ai, em đi ra chỗ khác anh. Bây giờ á, thằng ơi, bây giờ như vậy chị nói em nghe. Dạ.
chị mới biết thằng Giang nó ở đây, nó trốn chị từ cái hồi mà nó lên Sài Gòn tới bây giờ luôn. Em nói thiệt, mấy cái thằng như vậy trời thế nào cũng cho nó câm miệng, nó không nói chuyện được. Nó câm râu. Ủa nó câm râu hả? À? Bây giờ chị lên đây chị chỉ muốn như vậy thôi. Muốn sao chị? Trả lại tuổi thanh xuân cho tôi. Bây giờ mấy người đền đi. Bây giờ hai anh chị cho em nói cái nhà em, hai anh chị cho em nói một lời được không? Em là ai của thằng Giang? Nó dở á. Một trò gỡ cung này. Vậy là nó làm trái lời ý của ba nó đâu. Ba nó ngày xưa cái tâm nguyện trước khi qua đời là biểu nó lấy bà Xinh Xinh. Là vì ba nó có ân tình với má của bà Xinh Xinh. Là cái bà Xinh vừa phải. Nhớ đâu. Bây giờ Giang mày lấy con nhỏ này là coi như là mày làm trái lại với tâm nguyện của ba mày rồi. Mày làm khổ chị. Bây giờ mày giải quyết đi. Tôi không hề bị canh như các người tưởng. Trời ơi, tôi chiếu nữa. Bà bắt đền cái tuổi thanh xuân của bà hả? Tôi bắt đền. Bà phải đền lại tuổi thanh xuân cho tôi. Bà nói là tôi bỏ bà năm tôi 10 tuổi, lúc đó là bà 34 tuổi, đúng chưa? Bà dám qua lại với một đứa con nít hả? Mày quên, đó là lỗi của ba mày đó. Lỗi của ba mày với lỗi của ba tao á. Em ơi, thằng này hồi xưa đó là dạ. Nó là nghèo khổ ở dưới quê. Chị này lo cho nó xong, bây giờ nó lớn rồi, nó lên đây nó mê gia tài của em, nó mới lấy em làm em có chưa. Nó không có thương em đâu. Tất cả đều là quá khứ, còn anh với em là hiện tại. Thế tại sao lên đây để cho người ta làm phiền em? Người ta phá đôi hạnh phúc của mình, em hiểu chưa? Trường Giang, tao nói thiệt với mày, tao không hờ muốn phá cái hạnh phúc của mày. Tao chỉ lên đây tao đòi lại công bằng thôi. Cuộc sống này không bao giờ có công bằng. Bây giờ hả? Cuộc sống có công phượng mà không cho có công bằng. Vừa phải thôi. Bây giờ hả? Muốn đỡ cho yên ổn gia đình đền tao đi. Đền á, tao ngồi đây tao chờ đền đi. Bây giờ anh đi ra đây để em nói chuyện riêng với anh đã. Thành ngồi đây tao có gì tao chia cho. Trời ơi. Hai cái người này là ai vậy anh? Sao để lên đây là quá trời quá đất, em với cả phù thủy mệt mỏi quá à. Đây là ô xin của gia đình anh ngày xưa. Quá trời. Thế sao lại đi cưới người ta? Anh chưa hề cưới, đăng ký kết hôn đâu. Trước khi bà nhắm mắt á, là bà nói là chị phải ở bên cạnh em suốt đời để lo cho em. Thì bây giờ á, em tính sao cái điều ước nguyện của ba đây? Bởi thì nói dối, ba tôi vẫn còn sống. Ủa quên, nói với má cho lộn á. Mà nói với ai mà xác định cho rõ ràng. Thấy chưa em, thấy chưa? Người ta bước vào đây để đùa cợt, người ta muốn lấy đi hạnh phúc của gia đình mình. Thì em nghĩ đi, có nên tin những con người này hay không? Không anh ạ, à, bây giờ như này nè, anh để cho em nói chuyện nốt với chị lần này đi. Rồi nói chuyện đi, ba mặt một lời đi. Chị à, em thương anh Giang, em cũng phải nghe lời của phụ huynh anh ấy nói đúng không chị? Bây giờ em cũng chấp nhận để cho chị sống chung với vợ chồng em. Vậy hả? Sống chung với vợ chồng em á? Ngày xưa chị đã là người giúp việc cho anh ấy rồi. Bây giờ chị ở đây là... Chị giúp thêm cho anh Giang và con anh ấy được không chị? Thực sự là người giúp việc của bọn em bỏ đi từ hôm trước đến giờ. Em mới chắp tay em bảo ước gì có người giúp việc tới thì chị gõ cửa. Em không còn một cái gì hạnh phúc hơn nữa. Chị ở lại cùng vợ chồng em cả đời đi. Được chị bà que ở đời cho nó thêm nửa đời hương phấn nữa đó mẹ. Bây giờ chị một lần nữa chị thành mẹ em luôn ha chị. Chị ha. Cô ơi, nếu được cô nuôi tôi luôn được không? Nếu được cô nuôi tôi luôn ha chị. Đây chị xíu này, chờ chút xíu đã hỏi. Hỏi hả? Nói nghe nè. Dạ. Thực ra lúc mà tao đến đây á là tao cũng tính y vậy thôi đó. Mà cái con vợ nó thông minh quá, tự nhiên á nó đờ nghị tao vậy, nhưng mà tao hận nó cái chữ mà ở đờ đó. Tao không có thích cái chữ đó. Nó là cái ở khác ở đờ rồi con chị. Chị ơi. Ở đờ là ai nói à chị? Bảy rồi. Mày nói á? Không thích vậy câu đâu. Câu của em nói là chị ở đây làm người mẹ thứ hai của con em. Ở đây đó chung mà ở đờ nó nói chịu ở đây tao chịu. Ở đây nhưng mà đang nói thì nó ở. Ở đờ. Chị hiểu không? Em bị thai nghén. Em nghén đang nói cái từ đây nó là ở. Chị hiểu không? Em nghén quá, con em nó cứ đạp thôi. Tôi chỉ ở đây nữa, hằng ngày chị ngắm Giang. Rồi sau này con lớn lên, con giống anh Giang chị lại ngắm con của anh nữa. Đừng nói nữa. Tôi không muốn sống trong căn nhà này nữa. Nó bỏ nhà nó đi đâu? Vì đây là thôi, có thôi bây giờ vậy nè. Cả ba bọn mình sẽ sống bên nhau hạnh phúc. Và đứa bé này cũng thế. Ba bọn mình vẫn là một gia đình. Yeah.